Đây là Nam. Nam là một doanh nhân chưa thành đạt. Nam đang sở hữu một công ty trách nhiệm hết hạn một mình Nam. Và Nam muốn chọn mua cho bản thân mình mẫu laptop để dành cho doanh nhân, mà chính sách chăm sóc khách hàng phải tốt. Thế là Nam tới với Anphat để chọn ngay cho mình một mẫu laptop. Ok, vừa rồi là câu chuyện khá ngắn về doanh nhân Nam chưa thành đạt. Và chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục chính ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu laptop để hướng tới các bạn là doanh nhân hoặc là các bạn làm văn phòng mà muốn chọn mua cho mình một mẫu laptop có thể mỏng nhẹ và thuận tiện mang đi mang lại. Thì vẻ ngoài anh em có thể thấy luôn, thì các dòng Inspiron ở một số đời trước ấy thì sẽ được hoàn thiện chủ yếu là từ nhựa sẽ lẫn với kim loại, đa số sẽ là chỉ mặt lưng bằng kim loại thôi, còn đâu sẽ là từ nhựa hết. Tuy nhiên với mẫu laptop mình đang có ở đây hoàn toàn bằng kim loại nguyên khối, kể cả mặt lưng cũng như là về phần khung máy, thì mình có thể mở máy lên cho anh em nhìn thấy. Ở đây, ở đây là sản phẩm anh em lưu ý khi mở laptop ấy, anh em sẽ mở bằng đừng nên mở bằng một tay không, anh em lại bảo hỏng bàn lề do mình chỉ thì mệt lắm. Thì đây là một mẫu laptop sử dụng 2 trong 1, có thể nói là 2 trong 1, khi anh em có thể ngửa hẳn mẫu laptop này ra để biến về thành một cái chiếc tablet, thì đấy là việc của anh em muốn sử dụng như nào thôi. Và đây, đây đó chính là một cái hộp tương đối đẹp. Thì ở trong chiếc hộp này đựng một chiếc bút, một chiếc bút cảm ứng. Thì anh em có thể biết một cái màn hình có kiểu cảm ứng như này mà anh em chọc kiểu tay lên thôi, kiểu chạm mỗi tay lên thôi, xong vân tay dính lên ấy, nhìn trông tởm, mình phải nói là tởm luôn ấy. Thì với chiếc bút cảm ứng theo kèm này thì cái vấn đề đó sẽ được khắc phục. Và việc anh em cầm cái bút này, ông kiểu ngồi quán cà phê, ông chấm chiếc, người ta nhìn vào, uầy, trông có vẻ đỉnh phết đấy nhở. Đấy là cách sử dụng của anh em thôi. Và đây là màn hình có kích thước 13.3 inch, với độ phân giải Full HD và tấm nền IPS, và có khả năng hiển thị như mình tham khảo trên mạng thôi, là rất tốt và phù hợp với anh em sử dụng các công việc như kiểu chỉnh sửa ảnh cũng như là làm đồ họa. Và nhân tiện đây thì mình sẽ nói luôn tới cấu hình. Phiên bản mình đang có ở đây sử dụng CPU Core i5-10210U 4x8 luồng, 8GB RAM, 512GB SSD. Và một cấu hình mình có thể thấy như là tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại rồi, sắp phục vụ được rất tốt các nhu cầu từ làm việc cơ bản đến nâng cao một chút. Và mình cũng test thử một chút về phần hiệu năng của mẫu laptop này. Và anh em có thể thấy thông số hiện lên rất rõ trên màn hình. Mình sử dụng cái phần mềm Intel StartLock để anh em có thể nhìn được cũng như là mức điện năng tiêu thụ, xung nhịp và nhiệt độ của CPU. Để mà nói thì đây cũng chỉ là một mẫu laptop CPU dòng U thôi. Cái hiệu năng như mình thấy vậy là mức ổn rồi, không đến nỗi gọi là quá tệ. Vì với điện năng tiêu thụ 15W mình thấy như vậy là ok rồi đấy. Về cổng kết nối thì sao? Thì đây là một mẫu laptop mỏng nhẹ, và vì thế anh em sẽ phải đánh đổi, đó chính là về số lượng cổng kết nối. Khi mà mình thấy ở đây, ở bên cạnh phải chỉ có duy nhất một cổng USB Type-A, một jack audio combo và khe thẻ micro SD, không phải khe thẻ SD bình thường. Còn bên cạnh trái sẽ có một cổng xuất hình HDMI và một cổng USB Type-C nữa. Nhưng mà có một điểm cộng ở đây, cổng USB Type-C ở đây hỗ trợ giao thức Thunderbolt 3, tức là anh em có thể mua các hub chuyển đổi từ cổng USB Type-C Thunderbolt 3 này ra rất nhiều cổng kết nối khác. Thì đây cũng coi như là một điểm cộng cho vấn đề ít cổng kết nối rồi. Và về phần bàn phím, về như mình đã nói ngay từ đầu, đây là một mẫu laptop mà full kim loại nguyên khối, nên việc khung bàn phím chắc chắn là điều không thể tránh khỏi rồi. Và việc chất lượng bàn phím tốt thì điều đương nhiên rồi. Chỉ có một điểm trừ nhỏ, đó chính là cái phím ấy nó hơi nhỏ một chút. Theo cảm quan cá nhân của mình thôi thì mình thấy nó hơi nhỏ một chút. Nếu như đeo làm to ra một chút thì cũng có thể sẽ tốt hơn. Trackpad có kích thước trung bình, được phủ kính cho cảm giác di tương đối tốt, và viền xung quanh được cắt CNC và cũng rất chắc chắn, không hề có điểm gì ọp ẹp. Và có một cái rất là hay trên mẫu laptop đến từ Dell, đó chính là về phần cảm biến vân tay được đặt ở góc trên cùng này. Trên cùng đây, một phím cứng thôi, có cảm biến vân tay. Mình thì thời gian đầu sử dụng ấy thì mình không để ý lắm, mình hay bấm nhầm, nhưng mà cũng không sao. Nếu anh em nào sử dụng trong một thời gian dài ấy, thì việc làm quen được là một điều hoàn toàn bình thường. Và cuối cùng, với mức giá khoảng 25 triệu đồng thì anh em có lựa chọn mẫu laptop này không? Và mình cũng nói luôn cho anh em, đó chính là không nên kiểu so sánh. Với 25 triệu đồng thì tôi có thể mua được mẫu laptop kiểu gaming với hiệu năng cao, dùng nó sướng hơn. Bởi vì để chính xác ra mà nói ấy, thì với mức giá 25 triệu đồng thì nó không phải mức giá có thể nói là rẻ nữa. Tuy nhiên thì khi mua laptop ấy, quan trọng
vẫn là hiệu năng thôi, nhưng mà kèm theo đó sẽ là các kiểu các trải nghiệm sử dụng các phần mềm cũng như là các thứ khác theo kèm. Và để kết thúc video, anh em đừng quên Alpha đang có chương trình ưu đãi nhân dịp cuối năm với vô vàn các sản phẩm với mức giá có thể nói là cực kỳ sốc. Link khuyến mãi mình sẽ để dưới phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau.